Ngày 22 tháng 6 vừa qua, họp báo giới thiệu chương trình Giao lộ thời gian của truyền hình FPT Play được tổ chức tại Hà Nội. Đây là format âm nhạc mới do truyền hình FPT Play sản xuất, dự kiến có 14 số, phát sóng vào 20 giờ thứ Bảy của tuần thứ Hai và thứ Tư của mỗi tháng. Với Giao lộ thời gian, FPT Play mong muốn tạo nên điểm đến nơi âm nhạc cùng sức ảnh hưởng của các ngôi sao nhạc Việt đan quyện vào nhau, thêm một lần nữa tỏa sáng trong những thanh âm mới. Được giao thoa giữa những cái điều nó đã quen thuộc và lại với những cái bạn trẻ thì ngay cả Thanh Lam cũng cảm giác rất là thú vị, bởi vì qua chương trình có thể lại làm mới mình hơn nữa. Nhã cũng nghĩ đó là một cái rất là hay của chương trình, khi mà để cho những nghệ sĩ và những ca sĩ được hát những cái ca khúc có thể là của mình nhưng mà mang một cái màu sắc mới, và một số những cái ca khúc của những người đàn anh đàn chị, hoặc là đối với những người đàn anh thì chị đàn chị thì sẽ hát một số những cái ca khúc đã gắn bó với những người đàn em thế hệ sau, thì đó là những cái sự hoán chuyển mà Nhã thấy rất là đặc biệt của chương trình. Ngoài những cái tên đình đám của làng nhạc Việt, nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của Giao lộ thời gian. Anh được đồng nghiệp, nghệ sĩ và khán giả công nhận bởi tài năng và sự tinh tế trong việc kết nối âm nhạc. Nhiều khi trong một bài hát nó chỉ khác ở một đoạn ngân hoặc đoạn kết thôi, nó đã tạo nên một version hoàn toàn khác rồi. Thì mình thấy ca sĩ là cực kỳ nghiêm túc. Bên cạnh những bài hát ở mỗi số phát sóng, dưới sự dẫn dắt của host Liêu Hòa Trình, các ca sĩ còn tiết lộ nhiều câu chuyện âm nhạc thú vị. Dự kiến Giao lộ thời gian số đầu tiên với hai khách mời Đức Phúc và Ưng Hoàng Phúc sẽ phát sóng vào 20 giờ thứ Bảy ngày 25 tháng 6 tới đây trên các nền tảng của truyền hình FPT Play. Tập 1 của Giao lộ thời gian lên sóng lúc 20 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2022 trên FPT Play.